Rồi xin chào tất cả bà con trở lại kênh của Phố nha. Rồi bữa nay mình sửa xe trong mùa dịch nha, sửa xe kiếm cơm mọi người ơi. Chứ giờ gần 2 tháng nay rồi không có làm gì ra tiền hết, mà tiền ra không à. Giờ thì xe thì khách thì gửi kêu làm máy rất là nhiều, nhưng mà xe này quen thân quá rồi lãnh làm, thì tại vì là không có gấp á, không có gấp thì mình giả mình làm từ từ, tại vì ở trên tiệm tiện cũng nghỉ rồi, lính rồi cũng nghỉ hết rồi, có mình ơi ông chủ tiệm mà ông chủ tiệm tiện à, thì ông cũng mình cũng có điện anh trở mình hỏi, thì nói thì đem lên thì làm từ từ chứ không có như mà lúc trước mà làm nhanh lẹ được. Rồi thì xe này thì chủ xe cũng quen, không có gấp thì mình gã mình làm từ từ. Rồi còn đây là một cái món quà mà của ông anh ở dưới Gạch Giá, cái gì cái lộn, ở dưới chợ Hà Tiên gửi lên cho mình, cách mình gần 150 cây số. Còn ở dưới đó thì mấy cái máy chưa làm được nữa. Rồi thì bữa nay mình quay cái mình quay cái chi tiết mình gã cái máy ra, thì mời bà con xem video giải trí trong mùa dịch nha. Mình quay trước cái cách gã xong rồi đi làm đồ, rồi xong rồi ok mình đồ xong á mình gấp á mình sẽ làm thêm một clip nữa để gửi đến bà con xem. Mọi người đăng ký kênh theo dõi Phố nha, để xem những cái video có ích về xe. Tại vì nếu mà tính hiện giờ thì một hộ gia đình á thì ít nhất thì trong nhà cũng phải có một chiếc xe là ít nhất. Thì những cái video của Phố á là về xe, về máy, thì bà con đăng ký kênh theo dõi. Thứ nhất thì ủng hộ Phố, ủng hộ kênh. Thứ hai thì xem video rồi xem những cái bệnh, những cái banh bệnh, rồi những cái tình huống mà chiếc xe mà Phố thường làm. Thì cả nhà có ai gặp tình huống y gan như vậy xe mình thì để biết cái cách mà khắc phục á, để biết cái cách khắc phục, hoặc là có làm thì biết cái chỗ nào uy tín thì mình đem lại mình làm, không có bị người ta vẽ, cũng không có bị thợ vẽ. Thì tại vì mình đã biết rồi, mình đã biết chút đỉnh rồi, thì nếu mà cái người nào, người thợ nào mà muốn vẽ mình á thì cũng hơi khó. Thì thôi cho mình nói năm nay vui vậy thôi nha, chứ mình không có đề cập vào vấn đề đó nha mọi người. Rồi bữa nay mình sẽ gã ra từ chi tiết, mình quay từ chi tiết cho bà con xem nha. Rồi mời mọi người cùng xem nha. Rồi mình gỡ mấy cái linh tinh ở ngoài trước nha, để không mất thời gian nha mọi người. Rồi giờ mình gã tới cái máy nha, rồi mình quay nha. Rồi cho gỡ này, gỡ nắp vô lăng ở trước đi. Mình gỡ nắp vô lăng ở trước đó mọi người. Để một hồi mình rút đầu lòng ra, mình có thể chịu cái vô lăng. Để nhiều khi nó bị kẹt sinh cam này kia, vì mình gỡ nắp vô lăng ở trước. Lắp đầu đây.
Rồi tới mình gỡ cái nắp đầu qua nha mọi người. Mình rút đầu đồng qua trước. Cái này mình quay là gửi đến bà con xem vui, xem giải trí nha. Rồi có nhiều anh em nào mà mới ra ngày mà chưa có chạm vô mấy cái máy này á, thí dụ mà gỡ lỡ gáp mà có quên á, thì lấy video mình xài nha anh em. Lấy cái nắp ra trước, lấy nắp ra luôn đi. Ừ, khó ra nó dính này nè. Rồi ta gỡ cái xăng ra. Xe này mình chuẩn bị lên cho nó mạnh mạnh chút xíu nè mọi người. Mình sấy lên cho nó 54, mình canh cho các bài cho nó mạnh lên chút xíu. Để dành đi chở đồ, tại xe này xe đi chở đồ. Xe này nó bị cháy dên nè mọi người. Nó bị cháy dên, nó bị cái máy kêu rồi. Mà nãy mình quên nổ máy nữa, thì sẵn mình nói cho bà con hiểu luôn nha, là lý nguyên nhân sao mình làm máy nha, nó bị cháy dên, rồi đồ đạc nó cũng yếu rồi, thì sẵn làm lại luôn. Rồi gỡ mốt rồi nha. Thì ốc này nó có lông đền nha anh em, có lông đền với một con ốc. Giờ ở trong đây nó có thêm hai con này nữa nha. Gỡ hai con này ra luôn nha. Rồi, ở đâu này. Cái xe này có làm rồi nha mọi người. Xe này có làm rồi. Xe này có sấy trái làm máy lại rồi, nhưng mà lâu rồi. Chiếc xe này lúc trước mình cũng có làm, nên xe này là mình làm. Mà lâu rồi, giờ kêu rồi, giờ làm lại, làm lên 54 luôn. Rồi đã này. Bắn qua lăng lên đi. Rồi đây thì có thằng em. Có thằng em nó cũng mới để chiếc xe xếp ba ghim lại. Đây đang nhờ mình đây nguyên coi xếp ba ghim Nhật nha. Nhờ mình làm lên 110 bài bền đi tour, tốc độ là phê nha. Tốc độ xe này lên trên 120.
nếu mà cái mấy cái dên trăm mười của mình canh. Thì thôi để clip sau mình gã mình làm mình quay nha mọi người. Bà con xem kênh của mình theo dõi, đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo của Phố nha. Dỡ cái này luôn đi, dỡ cái này luôn đi, nữa mình gắn cho dễ. Để từ từ ra cho quay cho anh em ta xem. Cái con ốc này thì nó có cái khâu nha mọi người. Đây, tại nãy anh em mình nó bắn ra nó gớt ra. Để mình quay lại, nhiều khi có anh em nào quên á thì nhớ lấy ra mình sử dụng nha. Cái nồi quay ớt này thì nó giống như cái nồi quay thường mình nha mọi người, cũng giống tương tự vậy nha, nó cò muỗng thì cơ cấu nồi cũng giống như vậy. Rồi bắn ra. Ra luôn đi. Nhanh. Ừ, hai con nó ra đi. Rồi, hai đứa bắn đều ra. Để tức gãy á. Nồi này thì nó cũng giống như nồi quay game mình, nhưng mà nó khác chút đỉnh hơn nha mọi người. Bỏ nó đi. Các cái găng ở trong. Đây găng nằm trong đây. Thì nó cũng giống chứ không khác gì mấy. Để mình gắn lại mình gã từ từ cho mọi người dễ thấy nha. Thì đây có cái khâu. Cái nồi này cay nó có cái khâu. Nó cũng giống như cái nồi kia thôi. Đó. Rồi ở đây báo ba cạn nó có cái khâu này.
Đây anh em mình nó gã rồi mình quay nó hơi lụp bụp. Rồi, bố thì cũng như bố của mình thôi. Rồi, thì cơ cấu trong cũng đưa ná vậy nha mọi người. Khác một hai chi tiết chút đỉnh thôi. Rồi. Mình gỡ cái này ra. Thì cái này nó có cái lợi nha bà con. Đây nó có cái lợi đây. Thì mình gấp mà chụp vô là không vô nha. Đây chân nó chỗ nút gùi nè. Rồi lấy cái này. Thì cái clip này mình quay mình gã ra. Thì đấy cho bà con xem vui thôi. Còn clip sau thì mình sẽ quay. Đây cái nhớ ra đấy này gớt xuống nè. Clip sau mình sẽ quay chi tiết mình gấp. Mình sẽ quay rồi mình hướng dẫn từ chi tiết mình gấp luôn để cho anh em bà con xem rõ hơn. Để cái tay, lấy cái để cái bàn tay. Rồi nó có 7 chốt nha. Có hết ngoài hai cái chốt rồi. Đúng rồi, 7 cái chốt, hai cái chốt nhỏ, 5 cái chốt bự. Rồi rút cây bông mai luôn đi. Rút cái cây càng số nha, rút cây này cái nè. Rồi. Rồi xong rồi mình bắn ốc lên máy ra. Hạ máy xuống luôn. Sọt cái dứt qua con trên đi. Đóng qua luôn đi, đóng qua luôn đi. Nhúc nhích cái máy, này ra. Đóng ra, đóng ra. Không giữa. Rồi. Rồi bỏ máy xuống xong rồi. Rồi. Còn bao số nữa mày? Dạ. Còn bao số nữa? Xong rồi, hạ máy xuống. Rồi, để xuống đó đi, nhẹ qua đây, gã máy. Để máy xuống đất là dễ lắm. Sẵn đây có dịp này mình quay cho bà con xem luôn nha. Được nhớ rất là sạch nha. Đây được nhớ rất là sạch. Cái lượt nhớ sạch như gì là biết tại sao mà sạch không thì cho mình giải thích luôn. Là mình xài, quan trọng là mình xài cái bố ba càng nha. Đây bố này bố thịt. Bố này mình có làm đây rồi nha mọi người. Cái máy này chạy cũng 2 năm rồi. Giờ kêu trên thì mình làm lại. Nhưng mà đây cái lượt nhớ đây rất là sạch.
Còn mà bà con mà xài cái mà bố ba cạn này mà không đúng á, thì cái lực nhớt nó rất là dơ, và nó sẽ làm cái máy của mình á mau hư, không được bền. Cái bố ba cạn hay gì chứ cũng rất là quan trọng nha bà con. Rồi gỡ đi. Mình đóng ra mình nhớ dặn con tán nha bà con, để nó tà cái đồ này kia rồi nữa mình dặn vô nó hơi khó nữa. Khoan, để mình quay rõ cái cơ cấu cho mọi người xem luôn nha. Thì đây, rồi đây, thì để mình quay cho rõ luôn. Cái nhông này nằm cái này nằm vô đây. Rồi tới một cái khâu này. Rồi cái này úp ngược lại. Ngược lại. Rồi dưới đây có thêm một miếng đồng đạn nữa. Cắt từ từ đi. Đặt ngược lại, là ngược lại coi cái bên kia chứ đi. Rồi. Bên này nó có lông đền sau lưng nha. Rồi, để vô. Rồi. Đặt ngược lại. Tới cái nhầm đó. Đặt ngược bên kia. Ừ. Đó mày, đặt ngược lại. Rồi ốp đầu này vô. Đưa ngang ngang vậy nè, dễ quay. Ngang ngang. Ừ. Rồi ốp đầu vô. Ừ. Rồi. Tới miếng lông đền, tới miếng lông đền. Ừ, để vô. Rồi, tới một cái khâu. Rồi, để nhầm vô. Úp vô. Ừ. Rồi, để miếng lên nè. Rồi, cầm bộ số ngang vậy nè, quay dễ. Ừ. Rồi, bộ số này là ok vậy nha mọi người. Còn bộ này thì nó dính liền hết nha. Nó dính liền hết. Rồi thì nó có nhiêu thôi. Nó hơi khác hơn người ta chút đỉnh. Phải dây sẵn rồi mình quay cho bà con xem luôn. Rồi, đến đây nè. Rồi mình gã xong hết trơn nha mọi người. Mình cũng kiểm tra đồ hết trơn rồi. Thì dên thì mình ép. Thay tay, thay mặt đạn. Tại vì cháy tay rồi. Còn bố ba cạn thì mình dán lại. Mình kiểm tra với máy viên bi. Trong này nó có máy viên bi nha. Hay luôn. Để nó bị suốt bố của mình. Đây bố của mình xài nha. Bố mình xài gần 2 năm nay rồi. Nhưng mà bố còn rất là đẹp nha. Bố này thì nó cũng xài nó tương tự như cái bố Gin. Rất là tốt. Rồi thì này mình lên cho nó 5 lá luôn. Tại vì cái nồi nó giống cái nồi quay của mình. Thì mình xử lý theo cái bài của mình. Mình tính lên 54, nhưng mà mình thấy nó kêu bằng là mình nói cũng như kêu bằng là 54 thì nó hơi bị lố cái khả năng. Có nghĩa là cái nồng này á, mình lên 54 là mình bắt đóng lại nữa. Rồi nó sẽ không được ngon. Nhưng mà mình có hỏi chú xe là làm chạy khoảng cỡ 100 ngoài 100 thì mình có cái cách mình làm của mình. Thì mình sẽ sấy cái bê tông Gin của nó là nó có 50 ly thôi. Thì cái máy này có sấy rồi lên cốt 1 rồi. Thì nó cũng 50 ly 0.25. Thì bây giờ mình sẽ sấy lên theo cái bài của mình. Rồi đấy mình làm xong rồi mình về mình gáp, mình sẽ quay tiếp nha mọi người.
Còn cái nồi này thì mình cũng kiểm tra rồi, nó không có gơ. Máy thì mọi người gãi ra kiểm tra hết nha. Mình lắc cái này nếu mà có gơ thì mình thay. Trong đây nó có 6 cục cao su, mình thay nha, để không thôi vô cái nồi mình nó rộng. Nhưng mà cái này nó còn êm thì mình không thay. Rồi mình sẽ xử lý theo các bạn của mình. Thì nói chung thì làm sao mà chạy ngoài 100, 101. Thì cái đó thì không cần phải lên tới 54. Tại vì mình có nói lên 54 nhưng mà mình không có lên 54 thì sợ anh em xem mà nói mình này kia. Nhưng mà mình không cần lên 54 thì mình đi vắng ngoài 101, 101, 100, 100 lẻ là ok. Thì vừa sức với chủ xe kêu mình làm. Rồi để mình làm xong, rồi mình rửa sạch sẽ rồi mình gáp mình quay tiếp nha. Rồi có bà con anh em nào muốn xem clip lên gắp máy thì đừng theo dõi mình nha, đừng quên theo dõi mình nha. Mình sẽ quay cái cách lấy gắp máy luôn. Rồi thôi xin chào tất cả bà con đang xem kênh của mình nha. Rồi thôi xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe nha. Rồi thôi bye bye mọi người nha.